Động tác không, động tác không phải rõ ràng. Lắc không phải rõ ràng. Em phải lắc không qua như vậy nè. Đó, lắc không qua. Tay để như vậy. Vậy hả? Cao lên chút xíu nữa. Mạnh mẽ dứt khoát. Đúng rồi. Phải làm cho tất cả khán giả ngồi ở dưới không thể ngồi yên được. Người ta phải cuốn theo em. Cuốn theo những động tác nhảy của em, hiểu chưa? Ok, làm lại. Làm lại đi. 5, 6, 7, 8. Tắt nhạc đi. Nữa nha. Ủa? Nghỉ một chút đi mấy em. Dạ. Cảm ơn nha. Cố gắng tập nha. Thôi, mình nghỉ giải lao đi anh em. Giải lao tập sau ha. Ừ. Nước rồi tụi bay. Ừ. Ở cái giỏ mày nè. Có ai uống nước, tranh thủ uống nước nha. Dạ, dạ. Ừ. Thôi mình ra ngoài uống nước đi anh. Ừ, đi em. Ừ. Em á là ca sĩ của dòng nhạc trẻ, phải biết kết hợp những động tác nhảy rồi cách tung mic chuyển tay. Em phải tung làm sao cho thật là điệu nghệ, phải tập ngắt mic cho nó ra động tác. Lên sân khấu. Cảm ơn anh. Bài mà nhảy nhiều á đương nhiên là phải hát nhép thôi, cho nên mình phải làm sao cho thật giỏi để người ta không nhận ra điều đó. Em phải hình dung sân khấu của em không phải là một chỗ. Em phải chuyển động từ trong ra ngoài, từ trái sang phải. Tóm lại là tôi sẽ tạo cho em một hình ảnh hết sức là sinh động. Không ai được như em. Dạ. Lại đây. Bây giờ anh sẽ dạy cho em một bài học. Đó là mối quan hệ giữa người quản lý và ca sĩ. Quan hệ đó nó sẽ rất giống... Nói thế nào ta? Nó giống tình yêu. Và nó cũng giống như tình thầy trò. Điều đó có nghĩa là em phải biết nghe lời. Phải biết vững tin vào những gì mà thầy đã chọn. Dạ. Phải hiểu rằng đó chỉ là mối quan hệ của hai người. Chỉ hai người thôi. Không có người thứ ba. Có hiểu những gì anh vừa nói không? Dạ. Vậy thì tốt. Anh sang một. Mở lên. Ok, anh sang 2. Mở đèn. Ok, ok. Rồi, anh sang 3. Sân khấu đẹp quá hả? Ủa, sao anh biết em ở đây mà anh vô? Anh đang cần em. Dạ. Khi người ta cần cái gì á thì phải biết nó ở đâu để mà tìm chứ. Chương trình này á, chừng nào quay về em? Dạ, 3 ngày nữa anh. Vậy à? À, xong việc chưa? Đi nhậu với anh cho vui. Có gì anh cứ nói đi, em giúp được em giúp. Em còn lo chương trình này chưa xong. Hôm khác đi nhậu nha anh. Nếu em nói như vậy thì anh nói luôn nghe. Cho anh gửi 2 bài của ca sĩ Dương Thái Linh trong chương trình này được không? Dương Thái Linh là gà mới của anh hả? Nhưng mà chương trình truyền hình dành cho các ngôi sao mà. Bởi vậy cho nên anh mới nhờ em đưa Dương Thái Linh vô. Nè, chương trình nào thì hoa hồng cỡ đó, đừng có lo. Chương trình này gấp đôi các chương trình bình thường được không? Dạ, nhưng Dương Thái Linh còn mới quá. Làm như vậy sợ bị lộ quá không anh? Xưa nay em chưa từng từ chối anh chuyện gì. Dạ. Mà anh cũng chưa bao giờ để cho em chịu thiệt đúng không? Dạ. Chương trình là ở em, ca sĩ là do em quyết định. Em muốn gì em nói một tiếng là người ta sẽ nghe theo thôi. Em là tổng đạo diễn mà đúng không? Dạ. Em ở đây em hơn người ta là ở cái chỗ đó đó. Nè,
em lăn xê cho Dương Thế Linh trở thành một siêu sao thì có chết ai đâu chứ, đúng không? Dạ, dạ. Có giấy tờ nào chứng nhận đây là siêu sao thiệt, đây là siêu sao giả đâu hả? Đúng không? Dạ. Biên tập viên đâu? Cho tôi bổ sung hai bài hát mới. Ok, thôi anh đi nghe. Dạ. Em lo công việc của em đi. Dạ, chào anh. Có gì anh em mình gặp sau ha. Dạ, vậy nghe. Tôi vừa xem qua những mẫu thiết kế mà mấy anh chụp thử cho Dương Thế Linh nè. Mấy anh nghĩ sao mà mấy anh thiết kế quần áo như vậy? Nó còn thua xa cái thời của Hoàng Minh nữa. Đây nè, cái tấm này nè, y như hồi nó còn ở dưới ruộng là sao. Còn cái tấm này nữa, đó, một tay cầm chai dầu, tay cầm cái khăn, là y như nguồn gốc massage của nó hồi đó. Tôi không quan tâm tới ý tưởng của các anh, nhưng bằng con mắt nhà nghề của một người quản lý ca sĩ, tôi thấy những cái mẫu này là hoàn toàn không thể sử dụng được. Nó không hợp với ngôi sao tương lai của em F. Làm ơn tỉnh ngủ giùm tôi đi. Thiết kế gấp cho tôi ít nhất là 10 mẫu khác. Tiêu chí trẻ trung. Nhưng mà phải manly. Ngôi sao của em F phải là một ngôi sao phá cách ở trên sân khấu, cả về nghệ thuật lẫn trang phục. Cái thời Hoàng Minh đã xa lắm rồi. Tiền bạc thì đòi hỏi cho cao, còn làm ăn như cùi bắp vậy đó. Một lần nữa rồi mình đi lên. Rồi, thì chúng ta nghỉ. Dạ. Mệt quá. Thế đó đi về chung nha. Ờ. Sách vở về cho lẹ. Cho em có gian được không? Em về chị. Thôi. Bye bye chị. Bye bye. Chào em. Dạ chào anh. Anh là phóng viên mới của báo Tổ Chức Ngôi Sao. Em có phải là ca sĩ mới của Nam Chánh không? Anh tên là Diễm Linh phải không? Dạ phải. Anh cũng biết em nữa hả? Em nổi tiếng quá trời luôn, ai mà không biết. Em là người yêu của anh Hoàng Minh mà. Dạ không có đâu. Chuyện đó không có thiệt. Em và anh Hoàng Minh còn chưa bao giờ đi chung với nhau một lần mà. Chỉ tại chắc là anh nghe đồn rồi đó. Sao? Em nói đi. Anh là nhà báo mà. Lần sau á, nếu có ai nói không đúng về em, anh sẽ giúp em cải chính. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Em là em khổ vì chuyện đó lắm á. Tưởng là được ghép cặp với Hoàng Minh thì cái tên mới của em sẽ được mọi người dễ dàng biết tới. Ai dè đâu, sao em thiệt là hẩm hiu mà. Tới giờ vẫn chưa có một fan hâm mộ nào viết thư hay gọi điện gì hết trơn á. Mỗi lần ra sân khấu em chỉ sợ bị đuổi xuống dưới mà thôi. Vậy chứ ai? Ai là người quyết định ghép em với Hoàng Minh? Chuyện này của công ty em cũng không biết nữa. Vậy hả? Chỉ biết là có anh trợ lý dặn là từ mai nếu như có ai hỏi em là có cặp với Hoàng Minh không thì cứ nói đó là chuyện riêng tư, em không muốn bị mọi người soi mói. Vậy à?
Tới tiết mục của em rồi, sao còn đứng đây hả? Dạ. Khoan, Miro em nè. Dạ. Alo. Sao? Giờ này bà chưa về hả? Tôi ghét ăn cơm một mình lắm. Sao? Bà xù tôi nữa hả? Lại Kiến Thành có kế hoạch đột xuất chứ gì? Ghét bộ đồ này quá nha. Thôi được rồi, bà không ăn, tôi để phần lại. Mai tôi ăn đồ mới, bà ăn đồ cũ. Lo gì? Đi chơi vui vẻ nha. Nè, nhớ giữ mình đó cô. Alo. Chào anh An, tôi xem đây. Dạ, chào anh à. Em đã xong việc chưa? Tôi muốn mời em đi ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện về chương trình nha. Dạ, em đang chờ đứa bạn về ăn chung. Em đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Vậy có phiền em không? Nếu tôi muốn dự buổi cơm thân mật của gia đình với em và bạn. Dạ, không phiền ạ. À. Bao giờ thì tôi có thể gõ cửa nhà em được? Dạ, anh cho em xin 15 phút ạ. Bây giờ thì tôi đang trên đường tới nhà em. 15 phút nữa tôi sẽ tới. Chào em. Chào anh.